Bóng chuyền nữ Trung Quốc thua tan tác. Kết quả trận Trung Quốc và Cộng hòa Dominican. Mất vé vòng loại Olympic 2024. Thưa quý vị, sau hai thất bại đáng trách trước Canada và Hà Lan, Trung Quốc đã tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua giành tấm vé trực tiếp tới Olympic Paris 2024. Đội chủ nhà bảng A buộc phải thắng trước Cộng hòa Dominica để có quyền tự quyết, nhưng rốt cuộc Trung Quốc đã sớm ngã ngựa. Khi mà Li Jingjing cho thấy dấu hiệu quá tải, thì các phương án tấn công của Trung Quốc gần như không còn hiệu quả. Toàn đội đánh rệu rã, bước một không tốt dẫn đến khó triển khai tấn công. Cộng với áp lực tinh thần đè nặng trước một Dominican đang tràn đầy hưng phấn, đội bóng châu Mỹ đã hóa giải gần như hết các miếng đánh của Trung Quốc và giành chiến thắng chung cuộc 3-1 sau 4 set đấu với tỷ số các set lần lượt là 23-25, 25-21, 14-25, 14-25. Với việc đánh bại Trung Quốc thì Serbia và Dominican đang là hai ứng cử viên sáng giá cho hai tấm vé tại bảng A. Còn về phần Trung Quốc, sau 6 trận đấu, họ thắng 3 thua 3, có 11 điểm và cách hai vị trí đầu tiên 4 điểm, trong khi chỉ còn một trận chưa đấu với Serbia, đồng nghĩa với việc trượt tấm vé vòng loại Olympic ngay trên sân nhà. Giờ đây Trung Quốc chỉ còn trông chờ vào tấm vé vớt từ thứ hạng FIVB với việc đứng số 1 châu Á và thứ 6 thế giới hiện tại rõ ràng cơ hội tham dự Olympic 2024 của họ vẫn còn rất lớn. Tuy nhiên, kết quả đáng thất vọng này sẽ khiến thầy trò huấn luyện viên Cai Bin đón nhận cơn bão chỉ trích của truyền thông và người hâm mộ.